Dạ, em mến chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư cùng các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại thì Thanh đang đứng ở ngay trên con đường nhựa liên xã của ấp 4 Hưng Phước, Bù Đốp, Bình Phước. Em quay và giới thiệu cho cả nhà mình một miếng đất xào được chính chủ nhà gửi bên em quay bán. Thì con đường trước mặt của mình ở đây là con đường thông, con đường liên xã dẫn trực tiếp ra cụm trung tâm trường chợ trạm của xã Hưng Phước của mình. Thì nếu mình chạy dọc theo cái tuyến đường trước mặt của màn hình của mình đây, mình chạy khoảng 50 mét nữa sẽ ra những hàng quán tạp hóa và khu dân cư. Ở đó sẽ bán những tiện ích cung cấp cho người dân của ấp 4 Hưng Phước của mình cả nhà mình. Ở đây thì đã có bóng đèn đường hết nha cả nhà. Đó, đã có bóng đèn đường và đường điện wifi 3 pha là đầy đủ. Dân cư ở đây là cứ khoảng là cũng tương đối là đông cả nhà. Tại vì ở đây rất đất của người dân mình đang còn rộng á, thì khoảng là từ 30 tới 50 mét sẽ có một hộ gia đình. Đó. Và theo tuyến đường ngược lại đây của mình cũng là con đường thông luôn cả nhà. Chạy dọc cái tuyến đường của mình thì đã có bóng đèn đường hết luôn cả nhà mình nha. Đó. Và đường của mình ở đây thì có bờ kè thoát nước luôn. Đó, khu dân cư là ở hiện hữu trước mặt của mình. Thì hôm nay em quay và giới thiệu cho cả nhà mình lô đất có chiều ngang. Cái mặt tiền đường liên xã em đang quay đây là 10 mét. Chiều sâu xuống là 100, đầu đuôi vuông vức. Tổng diện tích của mình sẽ là được 1.000 mét vuông. Chủ nhà cắt cho mình là đầu đuôi vuông vức. Sổ chung của người dân của mình chưa qua đầu tư nha cả nhà mình. Đó, thì bây giờ em sẽ chỉ ranh giới cho mình luôn. Dạ, thì trong thời gian theo dõi quý cô chú anh chị thiện chí với cái lô đất Thanh đang quay đây thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để em gửi thông tin hình ảnh cho cả nhà mình cùng xem. Đây nha cả nhà, ranh giới là từ cái vị trí mương múc nhỏ đây này. Đó, từ đây mình chạy sâu xuống sẽ được 100. Cái mặt tiền đường liên xã đây của mình sẽ được 10 mét. Và trên đất của mình thì chủ nhà đã trồng toàn bộ là cao su đang được thu hoạch. Chủ nhà sẽ giữ nguyên hiện trạng đất cho mình. Đó, sẽ có cây cao su trên đất cho mình luôn. Và chủ nhà mong muốn bán hết cái lô đất đây của mình là 400 triệu. Bao sổ gặp trực tiếp chủ nhà để mình trao đổi về giá cả. Cũng như sổ sách luôn nha quý cô chú anh chị mình. Đó. Và đường đây của mình là đường phun hồng. Thì quý cô chú anh chị mình muốn đăng ký thổ cư được liền luôn nha. Thổ cư trên em thì sẽ dao động từ 20 tới 25 triệu trên 100 mét thổ cư. Và trong quá trình mua bán thì sẽ có địa chính cùng bên em, cùng với chủ nhà vào để đo đạc xác minh cho mình cùng xem. Dạ, thì trong thời gian quay á, em có gửi hình ảnh này, cũng như những thông tin em chụp và quay cho cả nhà mình cùng xem. Bây giờ thì em sẽ di chuyển vào trong lô đất để quay mặt bằng thực tế, cả nhà cùng theo dõi với em nha. Và tí nữa đó, thì trong cuối video em sẽ di chuyển cái con đường để cho cả nhà mình cùng di chuyển ra cụm khu trung tâm trường chợ trạm cùng với em luôn. Bây giờ em sẽ mời cả nhà cùng di chuyển vào trong với em nha. Dạ, thì hiện tại là lúc này em đang đứng ở ngay cái đường đó cả nhà mình. Bây giờ em di chuyển vào trong. Cả nhà mình biết không, ở đường trước cái cặp danh á, chủ nhà phải trồng khoảng được 5-6 cây xưa này cả nhà. Đó, cây xưa cũng đang còn cực kỳ bự rồi nha. Cây xưa này thì có giá trị về gỗ. Đó, thì nói về nếu mà tính về năm về tháng thì dạ, cây xưa sẽ được giá trị về gỗ, là cây gỗ quý đó. Hiện tại thì bây giờ cái lô đất của mình sẽ là được 10 mét. Trên đất của mình thì sẽ khoảng được 3 cái hàng cao su như thế này nha cả nhà. Đó, và chủ nhà sẽ giữ nguyên hiện trạng cho mình. Chất đất của mình ở đây là chất đất thịt pha sỏi cả nhà mình. Mặt bằng ở đây là rất chi là bằng phẳng luôn. Đó, và ranh giới của mình thì ranh giới thứ hai là đến đây này cả nhà. Đó, khoảng tới đây nha. Đấy, đây là thanh chỉ. Nhưng mà đến khi hôm vào đó, mình sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh đầy đủ. Từ cái lô đất của mình mà quay ra trước mặt đó là sẽ có những hộ gia đình, vườn tiêu. Và chạy dọc cái đường của mình đó, dân cư ở rất chi là an ninh luôn. Mọi người trồng những cây cỏ đậu đến lúc mà ra bông đẹp lắm nha cả nhà mình ha. Đó, còn ở đây là sẽ có hộ gia đình cặp danh đây rồi. Đó, và bây giờ thì em sẽ di chuyển từ đây chạy xuống dưới đuôi cho cả nhà mình cùng xem. Dạ, thì cái lô đất Thanh đang quay đây là nằm tại ấp 4 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem.
hướng lô đất của mình ở đây là hướng Tây nha quý cô chú anh chị mình. Đó, thì nếu mà từ đường DT759B cụm khu dân cư trường chợ trạm của Hưng Phước của mình vào đây, chỉ rơi vào bán kính có đúng 1,7 km thôi cả nhà mình. Đó, còn nếu từ Đồng Xoài lên trên em, mình di chuyển theo quốc lộ 14 là sẽ hết 77 km. Đó là mình đi từ Phước Bình, Đa Kia, Thanh Hòa, Hưng Phước. Miếng đất của em nằm tại ấp 4 nha quý cô chú anh chị. Còn xa nhất là thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển lên trên em theo quốc lộ 13 sẽ rơi vào bán kính là 163 km. Đó, còn từ Bình Dương lên trên em sẽ là 112 km. Quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư biết sao không, cả nhà đã thông thạo về đường đi lối lại trên đất Bình Phước trên em á, thì lên tới chợ Thiện Hưng hoặc lên tới xã ủy ban xã Hưng Phước, em sẽ ra đón rước quý khách hàng của mình và dẫn cả nhà mình vào trong lô đất. Còn quý khách hàng của mình mà chưa lên đất Bình Phước em lần nào á, thì kết bạn Zalo cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 để em gửi vị trí và thông tin đầy đủ cho quý khách hàng của mình di chuyển cho thuận tiện nha. Và cũng trong rất nhiều clip rồi, Thanh rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị mình. Cả nhà ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký để em có tinh thần và em sẽ cố gắng kiếm những nguồn đất giá cả hợp lý, đẹp, thực tế để quay cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà mình biết sao không? Nếu như cái nguồn đất xào Thanh đang quay đây mà cả nhà mình chưa cảm thấy phù hợp á, thì cả nhà cùng bấm vào trong kênh của Thanh là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những video em quay trong đó nha. Trong kênh của em á, là em sẽ quay từ đất xào, đất nền, đất kèm nhà và rất nhiều tài chính trăm mấy cũng có luôn. Từ đất lúa, đất cây lâu năm, đất thổ cư, đất đô thị. Đó thì cả nhà cùng chịu khó bấm vào tham khảo thêm. Và cả nhà mà cảm thấy cái nguồn đất nào phù hợp thì gọi cho em nha. Còn nếu như mà cả nhà mình mà vẫn chưa ưng á, thì em là người dân ở đây. Nếu quý khách hàng thiện chí với đất Bình Phước trên em thì em rất mong là sẽ tìm được cái nguồn phù hợp với quý cô chú anh chị mình. Cả nhà liên hệ cho em và ở đây người dân gửi cho em nhiều lắm. Đó, nên em sẽ quay và gửi cho cả nhà mình cùng xem. Đó, cái này của mình là khoảng được 3 hàng cao su cả nhà mình ha. Từ đó qua đây, đây, đó là sẽ được 10 mét đầu đuôi vương vức. Cả nhà biết không, ở dưới đuôi đây của mình là cũng có nhà hàng xóm ở luôn nè. Đó, và đây là cái lô này là lô tổng, chủ nhà cắt bán cho mình, có nghĩa là sổ của người dân, chưa qua đầu tư. Cả nhà biết sao không, 10 mét sâu 100 luôn, được 1.000 mét vuông, mặt tiền lộ nhựa khu dân cư Phủ Hồng, chủ nhà bán hết là 400 triệu bao sổ. Đó, tới đây là hết ranh giới đất của mình nha cả nhà. Đó, chạm với cái vườn cao su non ở dưới, em sẽ di chuyển lại gần cho cả nhà mình quan sát kỹ hơn ha. Đây này cả nhà, đó. Từ đó nha, đến đó là hết cái ranh giới của mình. Chạy dọc sang bên đây là được 10 mét. Và tại vì cái lô đây của mình là chủ nhà là những cái cây ông lão, cây cộng sản này, chủ nhà chưa có phát dọn á, nên là nhìn nó cũng hơi bị vướng tầm nhìn. Nhưng mà ở đây là đất khu dân cư, nhà cửa đông đúc nha quý cô chú anh chị. Đó, dạ thì Thanh nãy giờ đã quay và giới thiệu cho cả nhà mình một lô đất được chính chủ nhà gửi bên em quay bán. Có chiều ngang là 10 m, chiều sâu là 100, tổng diện tích là 1.000 m². Hướng của mình ở đây là hướng Tây, cách đường DT của mình là 1,7 km. Chủ nhà mong muốn bán hết là 400 triệu đường của mình Phủ Hồng. Bây giờ Thanh sẽ di chuyển ra cái lộ nhựa đường trước và di chuyển cái cụm khu dân cư một đoạn, cả nhà cùng chịu khó theo dõi với em nha. Thì đây là cái vị trí đường liên xã đất của mình ha. Đây là cái lô đất Thanh vừa quay. Bây giờ em sẽ di chuyển cặp cái đường trước mặt của mình một đoạn khu dân cư, cả nhà cùng chịu khó theo dõi với em nha. Đường của mình ở đây là phun hồng, khu dân cư đầy đủ rồi nha quý cô chú anh chị mình. Bóng đèn đường hết. Trong thời gian theo dõi, Thanh cảm ơn quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi Thanh trong thời gian vừa qua. Đó, ở đây là có hàng quán tạp hóa bán đồ ăn sáng buổi sáng này cả nhà. Ở đây là có tiệm thu mua nông sản. Đó, rất chi là đông luôn. Đây, ngay cái ngã ba là rất chi là đông đúc nha quý cô chú anh chị mình. Đó, dân cư đông như thế này luôn. Và đường của mình nhá là sẽ thông tứ hướng luôn.
cả nhà biết không, nếu mà mình chạy thẳng cái đoạn đây một đoạn này là sẽ ra được khu tái định cư đập Pù Tam, là gọi là cái chỗ đó là đẹp và view dưỡng của những buổi chiều, quý cô chú anh chị hoặc là mọi người ra ngồi ngắm cảnh nghỉ dưỡng ở đó luôn đó. Còn đây là hàng quán tạp hóa, và con đường của mình thì thông tứ hướng cũng đều ra DT hết được, và bán kính của mình thì chỉ dao động chỉ có đúng 1,7 km thôi đó. Nãy giờ thì Thanh cũng đã quay từ đầu và từ trong lô đất và di chuyển khu dân cư rồi nha. Tại vì nó là đông và san sát như thế này hết luôn thì Thanh sẽ xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em.